Xin chào tất cả các bạn. Trong bài học này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo và quản lý cái layer trong After Effects. Vậy trong After Effects layer là gì? Layer là một thành phần sẽ cấu tạo nên các cái com mà các bạn đã tạo. Nếu không có các layer thì các cái com này nó chỉ là một cái bộ khung không thôi, không hề có gì cả. Và nó chỉ là một cái vỏ để bao bọc lấy các cái layer mà các bạn tạo trong. Thì đầu tiên ở đây chúng ta sẽ tạo một cái com. Sau đó ở cái khu vực làm việc này, chúng ta sẽ bắt đầu với việc tìm hiểu xem chúng ta có những layer gì. Đầu tiên, các bạn click chuột phải vào khu vực làm việc, layer, các bạn chọn New. Như ở đây thì chúng ta thấy một danh sách có rất nhiều các loại layer khác nhau. Đầu tiên, đó chúng ta thấy ở đây là chúng ta có một cái layer text này, một cái layer solid tức là layer màu, layer light tức là ánh sáng, layer camera tức là các bạn sẽ tạo một cái camera 3D. Cái này về sau khi các bạn học trong bài học về 3D các bạn sẽ được tìm hiểu sau. Một cái null object tức là để các bạn điều chỉnh các cái thông số kỹ thuật để điều chỉnh các cái, hay còn gọi là một cái bộ khung điều khiển để các bạn thể điều khiển tất cả các layer khác. Một cái shape layer này, adjustment layer hay là AVB Photoshop file. Đây là những cái loại layer phổ biến mà các bạn sẽ sử dụng ở trong phần mềm After Effects. Bên cạnh đó thì những cái file mà video mà các bạn import vào cũng được tính là một cái file layer. Ở đây tôi import một file vào. Thì file này khi kéo xuống đây, các bạn cũng vẫn được tính là một cái layer bình thường. Đây cũng được coi là layer và gọi là layer video. Thì như vừa rồi tôi đã giới thiệu với các bạn về các cái layer ở trong phần mềm After Effects. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tạo một cái layer. Chúng ta chuột phải lên màn hình, chọn New. Chẳng hạn ở đây tôi tạo một cái layer solid, tức là layer màu. Sau khi các bạn click chuột vào thì phần mềm sẽ hiện lên một cái form setting. Như các bạn thấy ở đây, chúng ta có tên, kích cỡ, các cái thông số khác và đặc biệt đây là màu. Bởi vì đây là layer màu thì chúng ta sẽ tùy chọn một cái màu mà chúng ta mong muốn. Chẳng hạn ở đây tôi chọn màu đỏ chẳng hạn. Sau đấy các bạn click vào OK. Thì như vậy chúng ta đã có một cái layer màu ở đây như các bạn đang thấy. Chúng ta đang có một layer màu như này. Và để quản lý và trong mục này các bạn có thể kéo thả layer nào trên dưới tùy vào nhu cầu các bạn. Chẳng hạn như ở đây tôi muốn thả cái layer này xuống dưới thì các bạn kéo xuống dưới. Vậy thì layer này đã ở dưới rồi. Để quản lý tốt các layer, chúng ta có thể dùng màu, gõ tên và sắp xếp theo nguyên tắc layer nào ở phía trên sẽ được nhìn thấy trước. Như ở đây như vừa rồi các bạn đã được nhìn thấy layer này, layer video này ở phía trên nên các bạn thấy rằng nó đè lên cái layer màu ở phía dưới. Để quản lý màu sắc của các layer, chúng ta nhìn vào đây, các bạn nhìn vào đây, chúng ta chỉ việc click chuột vào đây, chúng ta sẽ đổi màu. Chẳng hạn như ở đây tôi muốn layer này là màu hồng chẳng hạn, và layer này màu da cam chẳng hạn. Đấy, như các bạn thấy, cái việc đổi màu layer này giúp cho chúng ta quản lý nó một cách dễ dàng hơn, đặc biệt khi các bạn tạo những cái project, dự án lớn mà nó có rất nhiều các layer khác nhau. Để đổi tên một layer ở trong phần mềm After Effects thì các bạn click chuột vào layer mà các bạn muốn đổi tên, sau các bạn nút Enter. Sau khi bạn ấn Enter thì các bạn có quyền sửa đổi tên layer này thành bất cứ cái gì muốn. Chẳng hạn như ở đây tôi sửa đổi thành layer video chẳng hạn. Đấy, như các bạn thấy, chúng ta có thể sửa đổi tên của layer bằng cách như vậy. Một điểm nữa các bạn cần quan tâm đó là việc bật tắt các layer. Thì ở đây chúng ta thấy có biểu tượng hình con mắt. Để bật tắt một layer thì các bạn chỉ việc ấn vào biểu tượng con mắt này là các bạn đã có thể bật tắt một layer rồi. Đấy, như các bạn thấy. Hay các bạn có thể khóa layer bằng biểu tượng khóa. Là chúng ta đã khóa lại và các bạn không thể chỉnh sửa hay edit bất cứ gì trên cái layer đã bị khóa này. Như các bạn thấy ở đây, mỗi layer này đều có một chiều dài khác nhau. Chẳng hạn đây, cái layer video này tôi import vào, đây là một layer rất dài, nó khoảng mấy phút cơ. Nên nó không hiển thị hết ở trên cái com mà tôi đã tạo, vì com này tôi tạo chỉ có 15 giây thôi. Các bạn có thể thấy ở đây, đây là cái đường hiển thị thời lượng của mỗi layer. Các bạn có thể sắp xếp lại cái thời lượng của mỗi layer này bằng cách kéo thả thời điểm nó các bạn muốn nó xuất hiện. Chẳng hạn như ở đây tôi muốn cái layer video này đến tận giây thứ 25 mới xuất hiện, thì tôi chỉ việc kéo đến giây thứ 25. Hoặc các bạn có thể điều chỉnh thời điểm xuất hiện của một layer bằng việc các bạn để chuột lên đầu của biểu tượng layer ở dưới khu vực làm việc, tức là timeline. Các bạn đợi để hiển thị lên cái mũi tên hai đầu. Sau đấy các bạn kéo. Và như vậy là các bạn đã có thể
thu gọn hay rút ngắn cái thời lượng của cái layer đấy lại. Đây như các bạn thấy, tôi đã kéo rút ngắn lại. Sau khi bạn rút ngắn lại thì hoàn toàn cái phần layer này sẽ biến mất ở cái phần phía trước. Cùng với bên cạnh đó thì tôi sẽ giới thiệu thêm cho các bạn về cái mục gọi là layer option. Như ở đây các bạn để ý ở trên, chúng ta có cái menu layer, các bạn nhìn lên phía trên màn hình. Ở đây chúng ta có rất nhiều các tham số khác nhau đối với một layer. Thì ở đây chẳng hạn tôi đang click chuột vào cái layer solid, thì ở đây nó sẽ hiển thị lên một thông số gọi là solid setting. Các bạn có thể phím tắt ở đây, là các bạn lại mở ra cái biểu tượng, là các bạn lại mở ra cái khung làm việc cũ mà ban đầu các bạn đã nhìn thấy, và các bạn có thể đổi, chẳng hạn như ở đây tôi muốn đổi màu chẳng hạn. Đấy, các bạn có thể thấy chúng ta có thể đổi màu. Ngoài ra thì trong cái menu layer này chúng ta có rất nhiều các thông số khác nhau, chẳng hạn như là chọn chất lượng này, chọn cách đường nào hiển thị này, xoay sở scale này, rotation là xoay tròn, hay chọn độ hiển thị opacity, hay là fit to comb, tức là để các bạn cho cái layer này thành vừa. Chẳng hạn như ở đây tôi click vào layer video, chuột phải vào đấy, các bạn chuột phải vào, các bạn chọn transform, ấn fit to comb chẳng hạn, thì cái layer này sẽ tự động được phóng to lên cho vừa với cái kích cỡ mà comb của các bạn đã tạo từ ban đầu. Như vậy là tôi đã vừa giới thiệu với các bạn về cách để các bạn tạo một cái layer và những cái loại layer đang có trong phần mềm After Effects. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài học sau.